Vâng, tiếp nối với con hàng NT thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi săn Broly để kiếm cho mình một con đệ tử ma bư nhé. Với con boss này thì xuất hiện là 10 phút một lần nhé. Nhưng mà mình săn rất là khó luôn. Không phải là do mình gà mà do cái này nó có giới hạn đam là 500 mà anh em. Thì thằng nào thằng nấy cũng đều 500 cả. Mình đã dành hẳn ra một ngày để săn mấy con Spur này đây. Thì cuối cùng nó cũng đã cho mình một quả trứng. Trời ơi, rớt nước mắt luôn. Cụ thể là con này đây. Đấy, rớt ra một quả trứng và mình đã nhặt được trứng ma bư luôn. Với trứng này á, thì không có vĩnh viễn nha anh em, là chỉ có hạn sử dụng thôi, với hạn sử dụng là 3 ngày cũng không thể giao dịch được. Ngoài đi săn boss này ra thì có hai cách nữa để giúp anh em có đệ tử ma bư nha. Một là nạp ký code 20k quay random sẽ ra ngẫu nhiên là một quả trứng ma bư là vĩnh viễn luôn nha anh em, hoặc là anh em có thể mua ở bên đảo Kame chỗ hàng Nga nhé, nhưng mà giá hơi chua là 1k thỏi vàng lận. Này tốt nhất là anh em nên săn nhé, săn thì mình nghĩ là vẫn là chân ái thôi. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái quả trứng này. Với cái chỉ số ma bư á, thì nó sẽ cho anh em là 20% nhá. Đối với 20 thì sau khi hợp thể nhá, chứ không phải là có liền được đâu. Anh em phải sử dụng mà sau đó hợp thể vào thì nó mới cộng được 20. Đấy, ngoài ra thì có vài con boss cao hơn nữa. Con này hiện tại là con này cùi nhất á. Là tức nghĩa là nó chỉ hơn đệ thường thôi. Có con Geno hay là Jiren thì có mấy con đó thì nó sẽ cao hơn đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành về ốc nó ra nhá. Nó cũng như bình thường thôi. Con này thì quá là quen thuộc anh em rồi. Đó, bây giờ anh sẽ tiến hành tháo hết đồ ra. Mình sẽ sử dụng con này nhé. Rồi, tạm biệt anh em đã chinh chiến với mình khá là lâu rồi đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi qua con ma bư nhé anh em. Đây, nữa ngay là 1 tỷ. Anh em nhớ chọn cho mình là đúng hành tinh của mình nữa nhé. Đó, sau khi đã chọn xong thì cứ ra khỏi làng là nó có thể ra được con ma bư rồi. Đấy, con ma bư nó sẽ như thế này nhé anh em. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi úp cho nó. Đó, chỉ số thì nó cũng như bình thường, nó lúc đầu mình đã bảo rồi. Khi hợp thể thì nó mới tính. Chứ ngoài ra thì nó không có gì đặc sắc, không khác hiện đại thường thôi. Sau khi mình đã treo ở bên map hủy diệt thì cụ thể nó đã lên được gần 100 tỷ rồi. Cái này mình úp hơi dư đấy, nhưng mà chỉ số của nó thì hơi phèn. Tốt nhất là anh em cũng phải đi úp thêm chỉ số nữa nhé. Tạm thời là mình chỉ xài sức mạnh thôi, tức nghĩa là mình mặc cho nó một set hủy diệt á để lấy cái 30% sức đánh. À, thêm vào đó nữa là mình sẽ đi đổi lại một cái cánh mới đi. Đó, hiện tại thì chỉ có hai loại cánh nhé, cánh này là cánh thường, còn một loại nữa là cánh VIP thì nó nằm ở trong cái sự kiện hè này luôn. Đợt trước là mình mới test được một nửa thôi, còn một nửa là đi bắt bò nhé. Cái này thì anh em phải dùng bằng tay, tức nghĩa là anh em phải đi mua vợt đó, đi kiếm mấy con bò để bắt. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé. Đầu tiên là phải mua vợt ở đây với giá là 5 thỏi vàng. Cái này thì anh em có thể sang bốt cũng có rớt ra được cái vợt nhé. Đầu tiên là anh em phải đi kiếm cho mình một con ve khá là to đấy. Từ từ thì nó nằm trong mấy khu mà đông người nhất á, cụ thể là con này nhá. HP của nó là 1 tỷ nhưng mà cũng không cần phải là tiêu diệt nó đâu, cứ đợi nó rớt ra mấy con bò sau đó anh em dùng vợt bắt là được nhá. Đấy, cụ thể là anh em có thể xài auto cũng được nhá, bấm cái auto nhặt lên là nó sẽ tự động đứng gần nó là tự động nó sẽ nhảy vô tự bắt luôn cho anh em. Tỷ lệ thì cũng có là 50-50 nhá anh em, có thể bắt xịt cũng có thể bắt được luôn. Sẽ bắt làm đèn cho anh em vài cái nhá. Đấy, cụ thể là sẽ có hai cái con này, nó sẽ random ngẫu nhiên nhá. Nói chung nó nhiều lắm anh em ạ. À, anh em cứ treo như thế này thôi, đứng gần nó là được. Hướng dẫn thì cũng đã xong rồi, thì mình cũng đã bắt cũng xong luôn. Thì đợt này mình bắt khá là nhiều đấy, cụ thể là được gần 200 con lận. Nhưng mà nó không đồng đều. Cái này thì anh em cũng phải chịu thôi, cái này anh em bắt bằng tay á thì có thể lựa từng con được. Nhưng mà auto thì nó cứ auto bắt cho anh em thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đi đổi cánh cho anh em xem nhé. Để coi với gần 200 con này nó có ra được một cái cánh nào không nhé. Đầu tiên mình sẽ đổi 10 con trước đi. Công thức thì có hai loại như thế là anh em có thể đổi ra được rồi. Ôi cha, mình có thấy có một cái cánh VIP đấy, có thấy một cái cánh ở trong 10 lần đổi này. À, để coi cái cánh này có vĩnh viễn không. Ôi ngày quá rồi. Cánh này thì có hai loại, một là cánh màu xanh, hai là cánh màu cam. Cánh màu xanh này thiên về HP với KI, còn màu cam á thì là sức đánh nhá. Chỉ có hai cái đó thôi nhá. Bây giờ mình sẽ mở tiếp đi. Hồi nãy mình mới mở chắc được cái 10 cái thôi là nó không có ra là đúng rồi. Giờ mình mở nhiều nhiều một tí đi. Cụ thể là mình dứt thêm một cái 50 nữa đi. Đây, 50 cái này. Không thấy một cái cánh nào luôn, trời ơi. Ây cha, không có một cái cánh nào luôn anh em ạ. Lại cái, rồi. Ôi cha. Ui, 100 cái là đi rồi đó, đi cái rục luôn đó. Không thấy được một cái cánh nào luôn. Hình như nó bị, à đây đây. Nó bị lỗi thông báo anh em ạ, hay sao chứ, nó nhanh quá đúng không? Mình mở nhanh quá, nó không có kịp thông báo luôn. Là cụ thể là có được một cái cánh cam, vĩnh viễn là 7%. Ui, cái này phèn thế. Chỉ số này hơi lỗi nha anh em, max chỉ số của nó là 20%. Nhưng mà cái này là chỉ có 7% thôi. Trời ơi, 100 cái được đúng một cái thôi. Giờ là còn một ít này thôi mình đổi luôn nha anh em. Công nhận là lỗ điên luôn á. Trời ơi, 50 cái cuối cùng là đã hết luôn rồi anh em ơi. Rồi, vẫn ra được một cái cánh cam nữa. Cái gì vậy? Đang chơi HP mà tại sao ra cái cánh này thế này? Cho một cái HP như thế này được không?
Trời ơi, cái này còn thua cái đầu tiên nữa, là chỉ có 6% thôi. Cái 6 với cái 7 thì ưu tiên là cái 7 rồi. Thôi, chịu. À, gần 200 con bò của mình bắt nguyên cả buổi chiều luôn á, mà không ra được gì anh em ạ. Thôi, tạm thời là mình test thử cho anh em cái sự kiện hè này thôi. Về sau là còn nhiều sự kiện nữa để mình test sau cho anh em xem nhé. Tạm thời là sử dụng một cái cánh này trước nhé anh em. Về sau mình còn nhiều thứ để làm đấy. Thôi, bây giờ mình sẽ thử mặc cho nó là một set hủy diệt để cho nó tăng 30% sức đánh nhé. Khi anh em chơi sự kiện này á, thì được mỗi lúc đầu thôi, tức nghĩa là cái giá đá siêu saiyan là lúc mình mở một viên gần 100 thỏi vàng, hơi bị chua luôn á. Nhưng mà về sau thì bây giờ sự kiện này cũng ra được gần 1 tháng nay rồi, cho nên là giá đó thì nó cũng không có tồn tại được nữa. Nói chung giờ nó cũng gọi như là bão hòa rồi đó anh em. Là anh em chơi sự kiện này á, chỉ duy nhất là lấy cái cánh là ngon nhất thôi. Còn đâu là mấy cái vé đổi skill thì cũng được, cũng gọi như là tạm được anh em ạ. Là anh em có thể dùng mấy cái vé đó đổi lại mấy cái bộ skill cho con đệ tử. Cái đó thì khá là ngon, là không thể nào trùng với cái skill cũ. Thì đây là một set hủy diệt dành cho con đệ tử nha anh em. Nếu như anh em chơi sức đánh thì auto là phải mặc cho nó một set hủy diệt cho đệ tử nhá. Nó sẽ tăng được 30%. Thì nó nói tóm lại là mình đã được một cái cánh là 7%. Cái này là mình chỉ hướng dẫn chơi vui vẻ với anh em thôi. Về sau mình sẽ test kỹ hơn, cụ thể là mấy cái vé skill này nè. Bây giờ mình sẽ đổi lại bộ skill trong đệ tử luôn nhé. Đây, anh em không biết xài thì mình sẽ hướng dẫn luôn nhé. Đầu tiên là bộ skill của mình là hơi lõ đúng không? Atomic Kaioken lại khi năng lượng. Giờ mình sẽ đấu một lần 3 skill luôn. Tiên là skill 2 nè, skill 4, skill 3. Đấy, sau đó anh em mở lại là nó sẽ ra thế này. Ui, không trùng skill nhưng mà tỷ lệ ra Maseko cũng cũng có thể ra đó. À, tiếp theo là mình sẽ sử dụng đi. Nhiều khi anh em chơi mấy sự kiện này thì một phần là lấy cánh cũng được, một phần là lấy bộ skill này cũng được, cùng lắm thì lấy mấy cái viên đá đó cũng được. Nói chung nó cũng không có tốn bao nhiêu lắm anh em ạ. Một lần mở thì anh em chỉ mất 10 thỏi vàng thôi, khá là rẻ. Đây, đôi khi thì mở là ra được một cái cánh vĩnh viễn thì lại quá ngon. Mở ra được cái chỉ số cao thì mình nghĩ cũng hơi khó đấy. Đây, ra được một cái skill Kame với lại Thái Dương rồi. Chỉ còn một cái skill 4 nữa là mình sẽ đổi ra cho nó là một con khỉ nhé anh em. Con khỉ đột nha. Nó có ghi là có thể trùng đấy, nhưng mà cũng có thể là ra lại cái skill cũ. Nói chung là nó khó cực kỳ luôn á. Khỉ là cái skill là khó nhất trong 4 bộ skill này nhá. Cho nên là anh em nào muốn chơi được một con khỉ á, thì gom cho mình là ít nhất là 20 vé thì may ra nó mới ra được một con khỉ cho anh em chơi nhá. Đấy, nó cứ vòng vòng là khiên với trứng thôi. Tỷ lệ mình chắc là tầm 20-30% là căng. Rồi, còn lại 8 vé nhá, để mình mở hết luôn đi. Rồi. Rồi, rồi. Sử dụng tiếp nha anh em. 7 vé nè. Ok, khiêng. Ồ, chấp nhận không sao cả. 8 vé này mà không ra khỉ thì cũng hơi bịp quá. Rồi. 6. Rồi, lại đã trứng. Má nó cứ vòng vòng khiêng trứng hoài ta. 5. Cái vé thứ 5. Khỉ đi. Rồi, ok. Bố. Má cuối cùng nó cũng đã ra cho mình một con khỉ đây. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nâng cho nó lên 7 nha. Rồi kết thúc clip luôn nha anh em. Rồi clip mình cũng xin được kết thúc tại đây nha anh em. Hẹn em ở clip tiếp theo. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ tốt lành nha. Bye bye. Hẹn em ở clip khác nhé.